Hồi đó thì đợt đó em đi học ở bên thầy cũ của em á, là dạy em làm là chỉ có nói lấy cái chai này kết hợp với cái này là ra vậy thôi à. Giờ nếu như em học bên chị thì nó có gì khác biệt không? Đây là tình hình chung của các bạn đang đi theo cái sản phẩm đông y và chúng ta cứ làm theo từng bước à 1 2 3 4 như vậy. Khi mà em tham gia khóa học của chị, em sẽ định vị được hoạt chất đó nó công dụng gì trên làn da và da em nó có những cái chức năng gì, hạn bài tiết nè, cân bằng đang cái cấu trúc da đang khỏe nè, nếu cấu trúc da hư thì chúng ta sẽ có những cái hoạt chất gì để phục hồi nè, và sau đó nó sẽ có chức năng là chuyển hóa nè. Khách đang mong muốn là từ một làn da nám trở thành một làn da trắng sáng đều màu thì chúng ta sẽ định vị được hết tất cả những cái hoạt chất đó. Và chúng ta sẽ kê bôi được kê lên những cái phác đồ để mà chúng ta ứng dụng vào đúng từng cái giai đoạn để điều trị cho khách hàng. Và ở đây em sẽ được chị chia sẻ một cách là quyết định hoạt chất đó, lựa chọn của nhãn hàng và sản phẩm nào, và em sẽ ứng dụng trên cái nền tảng của khách hàng như thế nào và cho ra cái giá dịch vụ như thế nào. Nó không phải là từ cái này còn cái này còn cái này mà chúng ta sẽ phải gọi tên, ứng dụng được, hiểu được nó và kiểm soát được trong quá trình chúng ta điều trị, chứ không phải là làm theo một kiểu mơ hồ tưởng tượng không biết nó đi về đâu.